Bà tính nhát ma tôi hả? Ông á, ông nhát tôi thì có. Nè, bộ suốt đêm qua ông không ngủ, mò mẫm ra ngoài này với mấy cây kiểng này hả? Làm sao tôi ngủ được? Tết nhất tới nơi mà mấy cây mai của tôi nó bị đốm lá, cho nên tôi sẽ thuốc trừ nấm cho nó nè. Chăm sóc không kỹ, mai mà nó nở không đúng Tết, coi như chết luôn. Trời ơi, ông trong kiểu này không biết Tết mai có nở hay không. Chứ còn ông hả, tàn là cái chắc. Miệng mồm ăn mắm muối nói tầm bậy không à. Bây giờ vậy nè, ông vô ngủ một lát đi, tôi lấy nước tưới phụ ông. Già rồi, quá sức, không nổi đâu nha, bệnh chết á. À, bà mới nói làm gì? Đi lấy nước để tưới cây. Ê, để đó cho tôi. Ai mượn bà tài lanh tài lẹt vậy? Tưới như bà, vài ngày nữa là mai nó nở tài lanh tét lét bây giờ. Không biết cái gì hết, bày đặt lanh chanh. Vậy chứ cây mai bên hông nhà đó, chiều nào tôi cũng đổ cả thùng nước vô, mà Tết năm ngoái vẫn nở đúng ngày đó. Trời, ông á, lúc nào ông tỏ ra là nguy hiểm không à. Nè, mình ơi, cái đó là hên xui, chứ không phải khoa học đâu nha. Rồi làm sao? Sau đó cây mai đó làm sao? Sống không? Chết. Ờ. Ủa, nó chết đâu dính dáng với tôi, đâu phải lỗi tại tôi. Bởi vậy, không phải lỗi tại bà. Tôi nói cho bà biết nè, buổi tối gì nè, là khí hậu nó bị ẩm ướt, mà tưới nước cho cố vô thì cái mầm sâu nó phát triển, đúng không? May đó nghe, mà nó không ảnh hưởng gì tới vườn mai của tôi á. Ông à, tôi thấy ông á mua qua bán lại cây kiểng cũng được quá trời. Hậu mấy ông tập trung mua bán cây kiểng đi. Còn mai nè, bán được thì bán, còn bán không được thì để chưng. Chứ tôi thấy ông làm việc cực quá. Bà không biết gì hết trơn. Trồng mai vàng này là để phát triển cái thương hiệu mai đẹp ba đời. Trời ơi, đó là chuyện lâu dài, là thú vui tao nhã để thể hiện cái tầm dốc của mình. Trời ơi, đâu phải ai muốn làm cũng được đâu. Chẳng qua gì khó khăn trước mắt mà tôi phải làm liều mua bán cây kiểng, chứ mỗi cái cây mang về chăm sóc, tạo dáng, nuôi nấng nó, mình coi nó giống như con mình. Mình đã để vào đó toàn bộ cái tinh túy, mà đem ra ngoài mà kỳ kèo bớt một thêm hai, tôi đau lòng lắm chứ bộ. Bởi vậy tôi muốn nói với bà, trời ơi, cái bà này dạy mà chịu tiếp thu, đúng là cái đồ lựu đạn mà. Trời đất ơi, má chỉ mệt mệt chút đỉnh thôi, chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu mà ăn cháo uống thuốc. Thôi để đó đi, chút nữa má. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Nhu à, tía mày đâu rồi? Thì tía ra ruộng chứ đâu. Mà hồi sáng á, má làm rần rần, má cũng chết à. Còn có biết gì hết á. Má phải giả bộ, má phải làm dữ dội vậy á, thì má mới tiêu diệt được ổng. Trời đất ơi, cái gì mà tiêu diệt? Thôi má ơi, tí làm cái gì tí cũng suy nghĩ tính toán rất là kỹ lưỡng, cho nên không có cầm nhậu đâu, má đừng có lo. Con ơi, con không biết gì trơn á, trời á, tí con từ nào giờ không có kinh nghiệm mà làm ăn buôn bán gì như người ta đâu. Ổng mấy trận rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ còn lại đòi mở nhà máy này nọ xây xác làm cái gì? Lỗ một cái à? Má nói thiệt với con, má con mình không có nhà mà ở luôn. Nhưng mà mình cầm nhà chứ có phải bán nhà đâu. Mình cầm nhà, lấy tiền, mở nhà máy, rồi cái tiền lời của mình sau này mình thu lại còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Đó cũng là chuyện tốt, chuyện đúng phải làm đó. Nhưng đó là chuyện của nhà nước, không phải là chuyện của mình. Trời ơi, mình mà không có kinh nghiệm á, mình cầm cố nhà đi con, rồi mất nhà, rồi má con mình đi ra ngoài đường mở ha. Nhưng mà không có đâu, con thấy lần này chắc ăn mà. Chắc ăn gì?
Thôi đi, túng tính đâu. Đừng có nói cái chuyện gì mà, thôi đừng có bàn tán gì nữa. Rồi rồi, thôi không có nói nữa được chưa. Thôi bây giờ dậy ăn cháo giùm con đi nha. Nhú. Dạ. Mà nói nghe. Sao? Ở nhà này tía con là tin con nhất, mà thương con nhất, chỉ nghe lời con thôi. Cho nên con lựa lời khuyên nhủ tía con nha. Dạ. Chứ má không là cái gì của ổng hết nghe. Thôi má ăn đi má. Nè. Hả? Nhớ nghe chưa, con lúc nào cũng phải theo dõi kiểm soát tía con nghe chưa. Đừng có cho tía con làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ nghe chưa. Dạ rồi, má ăn cháo đi má. Có cái gì vậy? Là tôi giận cô luôn nghe chưa. Không có giờ mặt đâu nghe. Trời, má có ăn cháo không? Anh ba. Chú Tư. À, hôm nay mình qua nhà bà Lam để anh em mình đào cái cây lộc vừng lên nha anh ba. Chưa được đâu. Ủa sao vậy? Ngày mai đi. Thì nếu anh bận quá thì để em điên mình cũng được. Chú không biết gì hết trơn á. Bữa nay ngày tí không có đào được đâu. Ủa, bộ đi đào cây mà cũng coi ngày nữa hả anh ba? Chứ làm sao, muốn cây sống phải chọn ngày. Ví dụ như ngày Sửu nè, ngày Ngọ nè, ngày Kỷ nè, ngày Quý nè, chú hiểu không? Mèn ơi, em còn không biết ngày nào ngày trâu, ngày nào ngày bò nữa. Ôi sao phiền phức dữ anh ba. Nói thiệt tình, chú là không thể nào chơi được cái kiển đâu. Chú coi đó, cả một cái vùng xẻo lá rộng lớn vậy, có ai, có cái vườn kiển nào mà hơn được cái vườn kiển ba đời này không? Nhưng mà giờ tóm lại nè, ngày mai mình có đi đào được không? Trước 8 giờ, mình qua đó. Chú đi với tôi, qua bển tôi chỉ cho chú cụ thể chi tiết luôn, cách đào cây như thế nào. Vậy hả anh ba? Nè, chú đi qua đây, anh sẽ nói cho chú cụ thể luôn. Cái cây này á, hồi mang về, nó còn nhỏ xíu à. Bứng cây mà không có đất, mang về trồng mà để cho nó sống, nó phát triển, không phải chuyện dễ đâu. Trước tiên, chú phải quan sát cái cây này, mặt nào, cái cành nào, đang hướng về hướng nào. Ví dụ như nhánh này, đang hướng về đông, thì khi mình trồng, chú cứ dậy sao chú học, phải lắng nghe cái đã. Sao sao? Nó hướng đông, về trồng phải hướng về hướng đông. Hướng đông luôn. Nó hướng tây, phải hướng nó về hướng tây. Hướng tây. Cho nó đúng hướng. Đúng hướng. Thì nó không xáo trộn cái từ trường để mà phát triển cây. Rồi rồi rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Sao nghiêm trọng như vậy anh ba? Chứ sao, nhiều người mang cây về trồng hả? Trời đất ơi, không để ý hướng, trồng xuống, chết queo liền. Trời ơi, giờ sẵn cây còn gì nữa anh ba, chỉ nghề luôn cho em đi anh ba. Đây, anh chỉ cho chú nghe là cách mà bứng cây. Đây nè, nói rõ hơn cho chú về cái chuyện mà cái nghệ thuật bứng cây. Khi mà chú bứng cây, chú phải để ý có cái cành nào nửa già nửa non, cắt bỏ. Nửa già nửa non mình cắt bỏ luôn. Lặt bớt lá. Lặt bớt lá nữa. Ngay lúc bây giờ là mình phải tạo dáng sơ bộ cho nó. Tạo dáng. Có vậy đó thì cây nó mới đỡ thoát nước ở trong thân. Hiểu không? Vậy à. Nhưng cái điều quan trọng nhất là sao anh? Cái bộ rễ. Rễ sao? Bởi vì cái bộ rễ là cái quan trọng nhất của một cái cây. Sao bộ rễ sao anh? Khi mà bứng lên mình phải biết đâu là rễ cái, đâu là rễ phụ. Những cái rễ nào khi bứng mà bị bầm dập, cắt rễ nó đi. Cắt luôn. Cắt thật sát, thật bét. Sau đó mình mới bỏ thuốc kích thích vô. Hiểu không? Để cái sự tăng trưởng của nó được phát triển mạnh. Rồi á, khi vào đất, mình về mình đào đất lên. Mình phải tính được cái bộ rễ nó nằm như thế nào. Giống như là người ta đút cái bánh in vậy đó. Vô khuồng đầu ra đó. Vô khuồng đầu ra đó. Trời ơi, sao phức tạp quá anh ba. Trời ơi, nghệ thuật trong kiển mà, nhiều công đoạn lắm. Bởi vậy á, chú phải học, phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Chú yên tâm, anh sẽ dạy cho chú. Em chắc em thua vụ này của anh ba. Cái gì mà phải chộp chộp liền liền á thì em làm được, như còn du học em học nổi đâu. Thôi đừng có nóng giận, cái gì cũng phải từ từ. Người ta nói là có công mài sắt có ngày lên kim. Thôi thôi thôi, giờ vậy nè, bữa nay mình không có đi bứng cây. Chắc em đi xuống dưới em lừa ta kiếm mấy cái cây đem về ha. Chú nói cái gì mà lừa lọc? Nói bậy nó bạ không? Thuận mua vừa bán, người ta bán thì mình mua.
Mà chú nên nhớ là mình là đi sưu tầm, nhất là những người như anh đây, những người mà trồng tỉa nghiên cứu về những cái thế đẹp của cây kiểng. Thì anh là một nghệ sĩ. Ồ như vậy thì à, em đi bứng cây kiểng cũng là một nghệ sĩ à? Một nghệ sĩ phải tạo dáng. Trước khi em đi bứng cây em phải tạo dáng coi. Anh ba thấy sao anh ba? Đều không phải chú tạo dáng mai. Chú dáng gì? Mai là cây mai, còn chú tạo dáng mai là con khỉ á. Làm gì đâu mà như con khỉ á. Chắc thằng cha hai lúa đang lục đục gì với thằng cha chín gạo á, cho nên không thấy qua xưởng gốm, tối ngày ra ruộng. Thấy lúc trước được nhà báo phỏng vấn tưởng đâu nổi tiếng rồi chứ. Không dám đâu. Nghe nói ông định mở nhà máy sa sát hiện đại gì đó. Thiệt hả? Nếu mà ông mở tôi mang đến xây liền, chứ chở lên thị xã mệt muốn chết luôn à. Nhìn cái bản mặt của thằng cha chủ nhà máy trên thị xã tôi không ưa nổi. Mà không biết ông xây được chưa. Tôi nghe nói mở nhà máy phải tốn bộn bạc lắm, mà chính quyền cũng chưa có đồng ý cho đầu tư. Không biết ông tính sao nữa. Kìa, anh hai anh ngồi kìa, mình tới hỏi ông còn sao. Okay. Anh hai. Anh hai, mới sáng sớm sao ngồi chùa ụ vậy? Bộ tính nghiên cứu gì hả? Nghiên cứu gì đâu. Thấy ba rề nông nó hoành hành dữ quá, đang rậu trong bụng nè. Ruộng nhà anh còn đỡ á, ruộng nhà tôi rầy nâu nó hoành hành, năm nay chắc thất thu quá anh ơi. Không lẽ có ruộng bỏ không? Lên thị xã làm phụ hộ. Chứ nói thiệt, năm nào cũng bị dịch bệnh như kiểu này, thu không đủ chi, ngán quá anh hai ơi. Mình là nông dân mà, gắn bó với ruộng đồng là cái chuyện đương nhiên rồi. Chắc xong mùa này tôi cho muốn ruộng luôn, qua bên xưởng gốm làm cho nó nhàn. Nghe nói anh định mở xưởng sa sát hả anh hai? Chuyện nó tính sao mấy chú ơi. Tôi đang suy nghĩ tìm cái cách nào để diệt cái bọn rầy nâu đây nè. Anh nghiên cứu đi, rồi có cái nào chỉ tụi tôi với. Chứ xịt thuốc thì tụi tôi xịt rồi, mà có chết gì đâu. Vậy nghe anh hai. Thôi tụi tôi đi làm ạ. Đi qua bên đó coi đám ruộng nó làm sao. Dạ, đi nghe anh hai. Tôi đi nghe anh hai. Chị Tư, uống nước chị Tư. Chị mới qua. Ủa? Rồi, thấy cái tình hình này, bữa nay coi bộ có chuyện hỏng lành rồi. Bộ cái vụ xây nhà máy hả chị Tư? Thì đó, giờ tôi cũng hết nói nổi rồi. Bây giờ đến cái nước là đòi cầm nhà, gán đất để xây nhà máy. Nhưng mà nói vậy chứ biết đâu rồi ổng làm ăn được. Rồi lúc đó chị hưởng phước. Thôi, tôi bây giờ là không có còn mơ màng là muốn giàu sang phú quý gì nữa. Thôi, bây giờ tôi chỉ có muốn là bình yên, êm ả suốt cái quãng đời còn lại mà thôi. Tôi nói thiệt với mấy bà nghe, phước đâu á, tôi chưa có được hưởng. Đó, cho ba đời đó, ta nói nhà cửa tiền bạc bao nhiêu á, chả lấy chả đổ dồn vào cây kiểng, nào là mua mai, mua kiểng, mua chậu, mua phân bón, chưa thấy vô đồng bạc nào hết á, mà chỉ thấy tối ngày ông ôm mai không à, thậm chí tối ngủ bên vợ mà còn kêu mai, không coi vợ con ra cái gì nữa hết á. Nhưng mà thôi, kệ mấy ổng đi, cha tư ếch nhà tôi cũng đâu có dừa gì đâu, đó cũng đu theo mấy ổng đu mây đu gió vậy đó, rồi á dạo này cái tự nhiên bấn loạn lên vậy à, một hai đòi làm giàu. Nè, mấy đêm nay á tôi cũng suy nghĩ dữ lắm rồi. Tôi tính vậy mấy bà coi có ổn không. Con cái tụi mình á bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi nha. Coi như tụi mình yên tâm rồi. Còn mấy ổng á mà cứ đổ đốn ra như vậy hoài đó thì thôi, mình dứt áo ra đi đi, làm lại từ đầu. Ly dị hả? Ừ. Trời đất ơi, không lẽ giờ về già ba đứa mình xây cái cốc về ở chung sao ta? Theo em nghĩ á, là hay mấy chị em mình á lập thành môn phái mới đi, phái Nga Mi á. Nè nè, nhưng mà mấy chị nhớ lúc đó nhường cho em làm chỉ nhược nghe. Này hơi quá rồi đó. Bước nhẹ em ơi, tình anh trở giấc em gánh hạ tình yêu cho nắng đẹp thế. Hãy
thấy thiệt thương thì hãy nói thương, chứ em gái miền quê không quen lời ông vương. Trên cánh đồng mùi ra mới đường, như dân dương lời hẹn hòa. Mời má, hôm nay con không ăn cơm nhà đâu nha má, hôm nay con đi sinh nhật bạn con á. Ừ, đi ăn sinh nhật dạ. Hả? Nè, đi ăn sinh nhật á, đừng có mà uống rượu bia gì nghe con. Trời ơi, trời đời nào cũng uống bia uống rượu cũng biết nhậu đâu. Con ăn là chín chứ nhậu gì. Má, cho con tiền mua quà đi, con hết tiền rồi. Hử? Con mua áo rồi, còn đi mua quà gì nữa con? Áo gì? Nè. Trời, cái áo này con đâu có mua. Chứ áo này đâu ra? Trời con đời nào mua cái áo màu kỳ vậy trời. Sao vậy trời? Trời ơi trời, không lẽ con nhú trời. Chàng ơi, nó mà mặc cái áo này bông hoa, bóng bóng gì à, tía nó cạo đầu chết. Ê, nè, nói nghe, nói dạ. Nghe. Con đi sinh nhật con trai hay gái? Con đứa nhỏ Út Thẹp bạn con đó. Út Thẹp phải không? Dạ. Rồi, được rồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Giờ như vậy, lấy cái áo này, nghe. Sao? Cho bạn con. Chứ để mà con nhú nó mặc hả? Tía nó cạo đầu nó, ha. Ôi, con muốn quà tặng bạn con rồi. Tự nhiên lấy cái áo của ai kêu tặng. Trời, cái áo này tới 200.000 lận nè. Con không thích áo này đâu, con tặng nó cười con á. Bây giờ con mà lấy tiền đi mua có phải là phí phạm lắm không? Nhưng mà cái áo này rẻ lắm mà. Nè, trời má hết mà... tiền rồi nè. Hết tiền rồi nè. Trời thiệt chứ, cái áo của em cái màu kỳ. Tại con không thích thôi chứ con gái nó thích. Đi về sớm sớm á nha. Không uống bia uống rượu nghe con. Trời Phật ơi, bà khùng rồi hả? Gì khùng? Tự nhiên cái áo của tôi đem cho thằng Tâm Tạng nó tặng bạn nó là sao? Ủa cha, áo không hả? Chứ không ai. Ai biết, ê, Tâm Tạng, Tâm Tạng. Khỏi đi, kiểu đó lại cho nó cự tôi dạ đầu không nên hết hả? Hồi nào giờ tôi thấy ông ghét cái ba cái áo bóng bẫy chim cò này lắm mà. Ai biết ông hồi xuân bất tử vậy? Hồi cái gì mà hồi, hôm bữa thấy bà thích cái áo màu mè của bà Năm Hồng. Tôi đi khắp cả chợ, lựa được cái áo rực rỡ đem về để tặng bà đó. Trời trời, cái áo màu mè thấy mà ghê luôn á. Cái áo gì đâu mà, không có eo ót gì trơn, thẳng đuột như cái thùng phi à. Ông mua tặng tôi chi cho tốn tiền. Vậy chứ bà dòm lại bà coi bà có eo không, bà đòi áo có eo. Thôi ông nói chuyện với ông đã mệt quá. Ông mua mà sao không chịu nói. Ai biết trăng sao gì đâu mà... Tôi già rồi ông mua tặng chi cho mắc công. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên tặng áo cho tôi? Hả? Thì thích thì tặng chứ có gì. Ê, nhìn mặt à nghe. Ông làm cái chuyện gì mờ ám? Bây giờ ông hối hận đúng không? Đúng không? Tôi làm cái chuyện gì mờ ám? Hả? Tôi chỉ muốn bà suy nghĩ là cái chuyện mở nhà máy. Thiệt, tôi không hiểu nổi. Ai nghe người ta cũng ủng hộ cái rẹt. Chỉ có mình bà không chịu nghe phải trái gì là sao? Bà nói tôi nghe coi. Họ ủng hộ ông vì muốn ông phá sản. Chứ thử biểu họ bỏ tiền ra để xây nhà máy, họ dám không? Ông á, đừng có làm cái chuyện vô ích chi cho nó mệt. Tôi không có bao giờ thay đổi ý kiến. Ừ, tôi giờ tôi hứa với bà tạm thời tôi không suy nghĩ cái chuyện mở nhà máy nữa. Để tôi nghiên cứu cho nó kỹ lưỡng. Chừng nào nắm cho vững kiến thức rồi đó, tôi tính sao? Thiệt nha ông. Ông, vậy là coi như ngày mai ông qua xử làm lại ha ông? Cái đó tôi chưa nói à. Bà có thấy hổm rề ba cái rề nâu nó phá hoại ba cái lúa không? Sao không thấy? Ruộng nhà mình nó cũng bị quá trời cái kia. Thì đó. Ê, ông đừng nói với tôi là ông định mở cái dựa bán thuốc trừ sâu nha. Diệt cỏ là phải diệt cho tận gốc. Tôi nghe nói có một chuyên gia chuyên diệt rề nâu mà không cần dùng thuốc. Tôi phải đi học cách làm của bà. Chừng nào mà tôi chặn được cái dịch rầy nâu nè, tôi mới tính tới cái chuyện xây nhà máy. Trời ơi! Gì vậy? Trời ơi, tôi mệt ông lắm rồi nha. Khi nào á, ông tính cái chuyện gì mà không có tốn tiền thì ông hẳn nói chuyện với tôi ha. Trời ơi là trời. Của bà kìa trời. Bà Tư, tôi chưa nói hết mà. Bà này thấy vậy chứ bà gai ngầm lắm nè. Vợ con càng ngày càng quá đáng. Biết gì xưa, ở mình cho nó khỏe. Biết anh thật lòng, em đâu đành hờ hững. Nhưng còn ngại lời thiên hạ dèm
Cái gì vậy? Đang cái khúc người ta lâm ly mày tim mày chuyển à? Má, giờ này má còn có cải lương khóc lóc quỷ mị thấy ghê quá. Mày biết cái gì vậy cải lương? Mệt quá. Cú cú. Cú cú. Ủa sao cái tướng này quen quen? Thằng bảy cò. Mày coi coi nó hình như nó kiếm mày á. Thôi con không có ra đâu. Con nghỉ chơi với nó rồi. Nè, lớn hết rồi nha. Không phải muốn chơi chơi, muốn nghỉ thì nghỉ à. Nếu mà con không muốn chơi với nó thì kêu nó về. Cái lấp cái ló ngoài rồi bị ăn đòn rồi nói sao xui. Đứng dậy. Lẹ lên. Mệt. Ê, bước ra đây. Qua đây làm chi? Nhái đừng giận cò nữa. Cò biết lỗi rồi, cho cò xin lỗi đi. Lỗi phải gì nữa? Ông về đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Đứng đây hồi tôi xịt chó ra cắn ráng chịu á. Tôi nói ông rồi á, ông đi về nha. Đứng đây lèm bèm tôi xịt chó ra thiệt đó. Nhái. Nhà không có nuôi con chó nào. Tối ngày giữ chó hù hoài. Bảy cò. Dạ thiếu năm. Thiệt á, bay bậy hết sức à. Đến tao nè, chú Tư nè. Mày thấy chú Tư mày dễ vậy á, mà ổng còn nổi giận á. Cũng may á là chú Tư mày không có nhà. Chứ nếu mà ổng có nhà là ổng cầm dao á, ổng dí mày có cờ á. Dạ không biết rồi. Nhưng mà tại nhái nói không chát chít trai quê nên con giả bộ làm trai xì phố nói chuyện với nhái. Ai ngờ nhái nói mọi chuyện cho mọi người nghe. Nói làm sao á thì bay cũng sai tài lè hột dưa rồi. Dạ con biết rồi thím Năm. Mà phải công nhận á, nhìn mày nó lôi trôi vậy đó. Mày nhìn đi, 12 con giáp mày thấy mày có giống con giáp nào không? Nghĩ làm sao mà con nhái mà nó ưa mày? Vậy theo thím Năm, bây giờ con phải làm sao vợ? Ừ, thì theo tao thì mày phải... Sao thím Năm? Ngu gì chỉ mày? Chỉ mày để mày tán con gái tao hả? Thì bây giờ thím Năm không chỉ cách tán gái cũng được. Nhưng mà thím Năm chỉ con làm sao nhái hết giận con được rồi. Nhìn cái mặt mày tao thấy thảm thương quá, thấy cũng tội. Thôi được rồi. Sao thím Năm? Tao nghĩ tao cũng từng là một người con gái, mà là con gái đẹp nữa. À, dạ dạ. Mày nhìn đi, nguyên cái xẻo lá này có ai đẹp bằng tao không? Má con đẹp hơn. Cho nên á, mày biết hồi xưa chú Tư mày á theo tao hoài à, lẻo đẻo theo tao giống như mày vậy đó. Dạ. Mà tao không có ưa. Dạ. Cái sau đó đó, cái bắt đầu ổng đổi chiến lược. Sao ổng chảnh với tao mày. Ủa vậy hả? Lúc đó thì tao lại theo ông chả mới chết chứ. Đó. Bởi vậy á, bây giờ tao mới thành vợ ổng đó. Cho nên á, mày đừng có làm như vậy nữa. Mày phải làm cái chiến lược giống chú Tư mày. Chảnh lên cho tao. À, con hiểu rồi. Bây giờ để cho nhái quan tâm, con phải chảnh lên. Trước tiên con phải làm lơ nhái. Mà lỡ con chảnh quá, nhái bỏ con luôn thì sao? Thì mày ráng chịu chứ làm sao. Ủa sao kỳ vậy? Chảnh thì cũng chảnh vừa thôi. Chưa gì. Cái mặt cứ làm quá. À, con hiểu rồi. Khổng Minh nói theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Ủa cái gì vậy? Mày nói là thằng Khổng Minh con ông Ba Đợi hả? Dạ không phải. Khổng Tử. Khổng Tử nói. Khổng Minh không biết gì hết á. Thiệt với mày á, cũng may là Khổng Tử chết rồi á, chứ nếu ổng mà còn sống á là ổng chôn mày luôn á. Mày nghĩ sao vậy? Văn thơ của Khổng Tử người ta hay vậy á, mày nói qua tới thằng Khổng Minh. Lúc nào cũng mày đạt học ông Ba Đời á. Mệt mày quá. Thôi thôi đi về đi. Về đi. Nè, nhớ đừng có đu theo nó nữa nghe không? Dạ con biết rồi. Kể từ ngày hôm nay con sẽ chảnh với nhái. Thôi đến năm con về. Chảnh đi.
ráng mà chảnh nhiều vô. Con nhái mà nó có ưng mày á, tao cũng chống tới cùng. Thử mày chảnh hay tao chảnh. Nè nè, lát chú nhớ bôi keo kín cái phần vỏ cây nè, rễ cây nè, cành cây nè, để cho nó nhanh liền sẹo nghe chưa. Trời ơi, công phu dữ vậy hả anh ba? Đúng rồi, chăm sóc cây kiểng là phải chịu khó vậy chứ. Chà, hai chú có bộ rành cái vụ chăm sóc cây dữ ha. Y như mấy ông mua cây chuyên nghiệp vậy à. Chứ còn gì nữa. Không phải. Không có. Thích thì tụi tôi tìm hiểu chút vậy thôi, chứ đâu có buôn bán gì đâu. Dạ. Thôi, hai chú làm việc nha, tôi đi ruộng Dạ. Bà chị đi bệnh giỏi nha. Cái miệng hại cái thân á. Quên mà. Ủa, chú Thành, nay quẩn qua chơi ha. Mẹ ơi, bộ chị bán cây xanh cho người ta đó hả? Tôi dặn chị hoài à, chị không bán cho tôi. Chị coi thường thằng em này quá ha. Đâu có bán buôn gì đâu chú. Chú Tư này nè, năn nỉ miết, chú đem về trồng trước nhà cho nó mát. Thành ra tôi thấy tội quá tôi bán. Chứ đâu có bán buôn gì đâu. Anh ba, cha này sao thấy quen quen vậy anh ba? À, hình như là cha này, là cha mà kỳ đó anh dẫn tôi nhà tôi mua cây đó đúng không? Cha, ba, chàng ơi, anh có biết lên đây buôn cây nữa ha? Đâu có mua bán gì đâu. Chú Tư đây nè, chú nhờ tôi coi dùm mấy cái cây. Tôi có kinh nghiệm lại coi dùm cho chú vậy thôi chứ mua bán gì đâu. Mua về chồng, mua về chồng. Trời ơi, cái miếng này tôi xài hoài à. Làm sao mà anh qua mặt tôi được? Như vậy là mấy chú lừa tôi phải không? Mua cây về bán chứ không phải trồng phải không? Không có, không có. Bà chị ơi, bà chị, trời ơi. Mua. Tôi mua về tôi trồng á. Mua vậy về, làm sao? Trồng vô chậu. Ít bữa bán cả chục triệu đó. Không có. Không có bán mua gì hết trơn á. Hai chú đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nhìn cái mặt tử tế vậy mà tự dưới đó lên đây đặng gạt tôi ha. Tụi em ở xeo lá thiệt mà bà chị. Trời ơi, chị không tin chị đi hỏi mọi người đi. Em nổi tiếng lắm mà, nói từ ếch lại cũng biết hết trơn á. Không có ếch nhái gì hết á. Vậy là bà chị biết luôn con nhỏ gái của em á, nó tên là con nhái á. Không có gì nghe. Hai chú đi ra khỏi nhà tôi. À thôi chị à, mình là người lớn, từ từ rồi mình giải quyết sao nha. Các chú lừa tôi, nói là mua về trồng. Dè đâu mua đi bán lại. Đâu có. Em mua em trồng đàng hoàng à, đâu có bán. Nè, đi về đi. Lấy đi. Lừa gạt người già chi cho thức nhân thức đức gì hả chú? Ông nhớ cái mặt tôi nghe sao Thành? Từ ếch nè. Thôi mà, ếch nhái gì. Còn anh nữa. Nói bữa nay là ngày tốt đi bứng cây về được rồi, rút cũng không được gì hết trơn à. Ngày nay ngày bứng nè. Người ta bứng mình đi đó thấy chưa. Nhớ đó nha. Mai mốt đừng có lên đây lừa gạt bà già nữa nha. Má mày đâu rồi? Dạ, má đi ra ruộng coi rầy nâu nó có lan không rồi tí ơi. À đúng rồi. Tía, chú Chính gửi cho tía đó. Cao ngựa chu việc, để tía giữ gìn sức khỏe. Cha nội nè, bày đặt khách sáo chưa gì không biết. Cất trên đầu tủ cho tía đi. Dạ, lát con cất nghe tía. Ừ. Tía. Cái vụ mà mở nhà máy, tía có định làm tiếp không? Chứ con thấy mấy bữa nay nè, má suy nghĩ dữ lắm á. Tại má sợ tía cầm nhà. Cầm thì đương nhiên trước sau cũng phải cầm thôi. Nhưng mà trước mắt á, tía muốn đi tìm bà tiến sĩ diệt rầy nâu, trực tiếp học cách sản xuất chế phẩm nấm xanh diệt rầy nâu, đem về phổ biến cho bà con mình. Hay quá vậy tía. Tía, cho con đi với, con sẽ học thêm để mở mang kiến thức tía. Phải chứ, hai tía con mình đi chung được thì hay biết mấy. Nhưng mà bà coi đó, ổn rồi đó, bà đâm âm lên. Tao đi một mình không biết bà cho chưa. Ở đâu mà đèo theo tụi bay, có nước ở nhà luôn. Vậy thôi, vậy tía đi một mình đi, con ở nhà phụ má được rồi. Ủa mà tía, tía đi lâu không? Tía cũng chưa biết nữa. Lần này đi, tía học được cái gì, tía học hết. Mai mốt về áp dụng từ từ.
Tía đi về lẹ nghe. Tía đi lâu quá, má ở nhà má đi lấy chồng khác á, là tụi con không có cản đâu nghe. Ôi, cái bà già tối ngày càm ràm đó, ai rước bà, tao tặng thêm mẫu ruộng. Trời ơi, tía nói vậy phải không? Con mét má à. Nói gì? Ai nói gì tôi vậy? Nói gì đâu, tía con tao nói chuyện chơi. Bà đi ruộng về, bà rầy nâu sao rồi? Ôi, trời ơi, tôi nói rầy nâu nó ăn tràn lan hết ông ơi. Ê bà, cái thằng cha ba đời á, ổng á, tối ngày mở miệng ra là dòng dõi đồ nho. Nói chuyện hễ ra là toàn chuyện đạo đức này nọ không à. Nhưng mà lợi dụng lòng tốt của người ta, mua cây giá rẻ mà bán giá mắc hơn người ta. Thiệt, thời buổi này không biết ai xấu ai tốt. Nghe đâu còn lôi kéo tôi ếch đi múc xuống dưới mấy ấp ở dưới lừa bà con mua cây, may mà phát hiện sớm đó. Trời ơi, nay mai không biết ai còn dám bán cây cho nữa. Thiệt không biết xấu hổ. Chị ơi, mua thịt không chị? Không mua nữa. Sao vậy, sao không mua? Chịu giá mà không mua chị. Vậy gì vậy? Đập rồi đập mũi thì cũng phải đập nhẹ nhẹ cho ta ngủ với làm gì ầm ầm vậy? Ông dậy tôi nói chuyện với ông nè. Bà nói chuyện với tôi đó hả? Chẳng lẽ tôi nói chuyện cây cột nhà? Nè, tôi nhớ mấy tháng gần đây bà đâu bị chó cắn đâu. Cái gì? Tự nhiên nổi điên vậy? Thức đêm thức hôm chăm sóc Mai mệt, để ta ngủ chút chứ. Về làm gì mà la sùm vậy? Bộ làm biếng lắm mà. Trời ơi, sao bà mua là toàn là thuốc với đồ ăn cho heo không? Còn phân bón của Mai đâu? Trời ơi, thiệt, vợ con gì mà mệt ghê. Gì nữa? Ông ra ngoài chợ kìa, mà nghe người ta đụng rần rần. Ba đời tối ngày mở miệng là nho, mà bây giờ đi lừa đàn bà, mua cây giá rẻ rồi đi bán cho người ta giá mắc. Đó, nhục chưa? Vừa lòng vừa dạ ông chưa? Họ đồn thiệt như vậy hả? Chứ sao? Thiệt cái sao không thiệt? Tôi nhục muốn độn thổ luôn vậy đó. Trời ơi, nhà ba đời bây giờ đó hả? Nổi tiếng ở xẻo lá rồi. Làm gì? Ai lừa đảo? Mới mua đàn bà nhiều chuyện. Tôi nói với ông rồi nghe, đi qua xưởng làm đi, ha. Còn rảnh á, thì chăm sóc Mai, để du thú tuổi già. Bài đặt buôn bán chi, giờ mang tiếng mang tay đó. Bà nhắc Mai tôi mới nhớ. Tôi đang chăm sóc mấy cây mai, vô thuốc, mệt quá vô nằm, ngủ quên. Vậy mà về lá sùm, thiệt. Nè, bà xuống coi làm cho tôi mấy món nhậu nha. Để tôi kêu anh hai với chú Tư qua, lâu lắm rồi. Anh em chưa có gặp nhau để mà bàn công chuyện. Vậy đi nha. Làm gì mà có công chuyện, mà bàn bạc tối ngày, bài đặt. Danh dự của tôi nè. Gây dựng mấy chục năm nay rồi. Rồi bây giờ bị ông môi nhỏ hết á. Đồ dạ dạ bắt dịch à. Chết rồi. Quên mua thức ăn cho nhà ăn rồi. Chẳng lẽ bây giờ đi chợ lại ta? Ta cảm thấy một vùng trời đất như đảo lộn. Máu đào tuôn ướt đẫm nhung bao. Ta gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đây mới thật là lần chia ly vĩnh viễn. Hết mong gì gặp lại người xưa. Rượu ly bôi ngày ấy tiếng em đi. Hoa lá rơi theo gió ngựa phi. Có biết đâu buổi tiễn đưa hôm ấy là buổi chia lìa nàng chờ đợi mà chi. Ta cảm thấy máu trào quanh bản hồng. Ủa sao trào hồng vậy? Trào máu hả? Không trào sao được. Tôi nghe ông hát mà tôi muốn trào máu nghe bản hồng tôi luôn á. Thiệt. Không biết sao mà ông hay thiệt á. Bà con chòm xóm ở đây á chửi ông rần rần vậy đó. Mà ông làm như không có chuyện gì á. Ông còn ngồi đây ông hát nghêu ngao nữa. Tôi thấy ông hay thiệt á. Làm ăn cái thời buổi này nó chộp giật vậy đó. Ai nhanh tay khéo hơn á thì người đó thắng. Ha, tại ông ba ông sĩ diện quá, phải như tôi á, không được nhà này, tôi mua nhà khác, có gì đâu. Ông muốn buôn cây bán kiển, tôi cũng cho ông toại nguyện rồi đó. Ông muốn cái gì là được đó rồi, đúng không?
Cho nên từ đây trở đi nè, ông phải tập trung qua cái xưởng gốm á. Ông làm cho ông chính giùm tôi một cái. Trời ơi, anh hai anh ba anh nghĩ rồi, tôi qua đó tôi làm gì bệnh? Ông biết một mà không bao giờ biết hai hết á. Đây nè, ông tranh thủ lúc này á, anh hai, anh ba đó, sao? Nghỉ việc là ông qua đó liền. Nè, còn bệnh chị? Ông suy nghĩ đi, ông là thằng chột thì du quyên xứ mù luôn. À, lúc đó ông muốn gì được đó. Ông phải tranh thủ nha, coi chú chín gạo á, có mối mang gì á là chộp liền, khỏi phải cạnh tranh với ai hết. Bà nói cũng có lý à. Tôi không có lý chứ ai có lý. Nhưng mà có điều á, tôi cũng năn nỉ ông. Sao? Đừng có làm cái điều gì bậy bạ. Làm ba cái chuyện tào lao mía ghim á, rồi mang tiếng với bà con chòm xóm. Già cái đầu rồi, làm cái gì á cũng phải để phước cho con nhái nó lấy chồng. Ông biết rồi đó, ông bà mình nói, sao? Con gái giống cha là nhà có phước. Úi trời ơi, tôi nói thiệt với bà, tôi bây giờ tôi có để phước trời lại cho con gái của bà, nó cũng ế hệ à. Bây giờ con gái bà đi, nó có duyên quá mà. Thì ông cũng dòm lại đi, cái duyên đó là giống ai? Nó giống ông Y Khuôn hà. Hai cha con gì mà giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Trời ơi, bao nhiêu cái duyên dùng của ông là vô nó hết à. Phải chi mà nó có chút xíu duyên giống tôi đi. Bà làm gì có duyên? Tôi nói thiệt nha, nguyên cái đám con trai của xẻo lá này nè. Theo nó rần rần vậy đó. Ở đâu ra có cái thằng bẻ cò ốm nhắc vậy đó. Giống như con cò ma vậy đó, theo nó hả? Bà tự tin quá. Vô. 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 Anh em mình, hồi nào tới giờ nghèo thiệt, nhưng mình đâu có làm gì sai với bà con đâu. Hai chú đừng có thấy quyền lợi trước mắt mà làm bậy nữa nha. Em không ngờ là mọi chuyện nó trớt quớt vậy. Ai đi mua đi bán mà không muốn kiếm lời anh. Mấy hôm rày bà con ta nói mình lừa lọc, khổ tâm lắm, không biết giải thích làm sao. Hồi nãy con nhái nó nói mọi người ở trong xưởng gốm đồn rần rần tư ếch ba đời đi lừa gạt bà già. Trời ơi, em nghe mày muốn độn thổ, muốn kiếm chỗ nào trốn quá anh hai. Thôi, chuyện gì nó qua cho nó qua luôn đi. Ít bữa nữa bà con mình quên hết à. Chủ yếu là hai chú phải rút kinh nghiệm, đừng có để sai phạm lần nữa là được rồi. Giờ vô cái nữa nè. Mới ăn cơm rồi, thấy màu cái nó dội. Dạ. Tôi nghĩ kỹ rồi. Kỳ này là tôi tập trung vô cái chuyện trồng mai bán Tết, dẹp hết mấy cái chuyện buôn bán ba cái cây tàu lao mía lao đi. Em cũng tính là bắt đầu ngày mai anh hai quay lại xưởng gốm làm lại. Dạ. Làm sao cho nó vững tay nghề. Mai mốt có ra làm riêng thì cũng yên tâm anh hai. Gì vậy? Nè nè nè, chú tính buôn gian bán lận nữa đó hả? Trời ơi, đợt trước chưa đủ xấu hổ với bà con hay sao? Anh bậy bạ không hả anh ba? Em tính sau này cái gốm cúc hoa mà nó phát triển mạnh á, thì em sẽ làm đại lý cho ông chính gạo, để phát triển thương hiệu gốm cúc hoa cho nó mạnh hơn. Thì ghê không? Chưa chi mà đã tính cái chuyện làm đại lý cho anh ta rồi. Tôi tính vậy, chú mà rảnh qua phụ tôi hợp tác làm cái vụ mai Tết, rồi bán cũng ngon lành lắm á. Thôi, em không có duyên với cây cối anh ba ơi. Em đụng vô chậu bể, lu khạp bể, cây cối héo hết trơn à, không chơi đâu. Ê, giờ thì Tết nhất tới rồi. Anh hai có tính mở cái nhà máy xay xát lúa nữa không anh? Có chứ, nhưng mà không phải làm bây giờ, chuyện nó lớn lắm, phải để qua năm. Ngày rộng tháng dài, mình phải tính toán cho thật kỹ. Anh rảnh không anh qua phụ em chăm sóc mai đi. Trời, nhà tới mấy trăm gốc, mình em làm không có xuể. Thôi thôi thôi, chú không nhớ tôi làm ăn kim hả? Đụng vô cây nào là cây đó tiêu đời. Vậy chứ giờ anh hai có tính quay lại xưởng gốm làm với em không? Tạm thời thì chưa. Tôi tính đi kiếm cái bà tiến sĩ diệt rầy nâu, học bà cái cách sản xuất nấm xanh nấm trắng gì đó. Diệt rầy nâu, diệt bọ xích. Hai chú nghĩ coi, năm nào bà con mình cũng đau đầu vì cái vụ rầy nâu. Anh ơi, rầy ruộng có bao nhiêu, chịu khó xịt thuốc, chú ý chút xíu là diệt được. Trời, anh đi tìm cái bà tiến sĩ làm chi mất công vậy? Không được. Hổm rồi, ba cái thuốc nó cũng hết tác dụng với bàn rầy nâu này. Bây giờ trước khi mình mở nhà máy, phải giúp bà con diệt cho nó hẳn ba cái rầy nâu. Nói thì nói vậy thôi, anh em mình bàn bạc thì cũng bàn bạc vậy thôi.
anh hai người lớn mà, anh hai quyết định mọi chuyện coi như là xong xuôi hết rồi. Thôi vô, chúc mọi chuyện suôn sẻ. Vô dạ. Cái anh hai anh ba. Lâu quá vậy trời. Chị sao? Có nào nhái không đi không? Có đâu, nhái nó hứa nó đi mà. Sao giờ chưa tới nữa? Tính mà nhái tôi rành quá mà. Rủ gì chứ rủ đi biết nít là lẹ lắm. Mà nhất là có anh Long đó nè. Chắc chắn đi chắc luôn. Ê, em nói gì vậy vậy? Em nói vậy là ý gì? Thì em nói nhái thích anh chứ. Em đâu nói anh thích nhái đâu mà làm gì phản ứng dữ dội vậy. Kìa, tới kìa. Hù. Ê, bà đi đâu vậy? Đi chơi đi chứ. Tôi muốn nhìn thấy mặt thằng cha đó. Thôi mà, mày còn cũng biết lỗi rồi. Em cũng bỏ qua đi chứ không lẽ giận hoài. Buồn trễ rồi mà xuống ghe đi. Mình qua cầu bên kia chơi nữa, nha em. Ừ, tôi biết lỗi của tôi rồi. Nhái đừng giận nữa. Tôi thức từ 4 giờ sáng để xiên thịt. Nhái đi đi. Qua bển hả? Còn nướng thịt cho nhái ăn lòi bản họng luôn á. Tại chi á, bà nhái mà đừng mê trai, đừng mê con nhà giàu thì đâu phải bị anh bay cò anh lừa vậy đâu. Nè, nói gì vậy hả? Cái đồ con hay mập. Mập kệ mua nổi tôi. Thôi thôi, anh em trong xóm với nhau không à. Bữa nay chủ nhật, mình đi chơi cho thoải mái đi, ngày mai còn đi làm nữa. Rồi rồi, mọi người xuống lẹ đi. Thôi đi đi. Vậy thì đi. Nhưng mà nè, tôi đi á là tại vì nhú với anh Khánh Long á, chứ không phải vòng nghe chưa. Rồi thấy ghét. Tôi xin thề á là kể từ đây về sau không gạt nhái nữa đâu. Trừ khi nào nhái chịu làm vợ tôi thôi. Vậy cưới ai? Đừng có mơ. Cho dù ông có làm tổng thống tôi cũng không có thèm đâu. Bởi vì sau cái thử thách này tôi mới nhận ra được là người tôi yêu chỉ có một người thôi à. Qua đâu có nhậu đâu kẹo. Qua đâu có nhậu mà sao nó mà ói quá. Thôi đi. Ủa, nhái bà sao vậy? Anh Long, anh Long cứu em. Anh Long lên cứu đi ông. Cứu em bị cái gì vậy? Không? Đứng lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Vũ. Nhanh lên. Vũ. Ẵm em. Nè, em có sao không? Ẵm em đi. Nè. Ẵm em. Ơi, nè. Ui da. Vũ, phụ anh coi. Tết nhất tới nơi rồi. Không lẽ bây giờ ông phải giác túi đi tìm bà tiến sĩ Diệt này nâu? Đây là sứ mạng của tôi. Tôi phải đi. Tôi phải làm nhiệm vụ cao cả. Trời đất ơi. Ông làm cái gì mà như là tam tạng mà đi thỉnh kinh không bằng. Sao mà ông kỳ cục. Ông cố chấp chữ gì không biết nữa. Bà cố chấp thì có. Tôi đi học hỏi, tôi tìm tòi những cái hay gì, tôi phục vụ cho bà con, phục vụ gia đình. Bà cần nhân quá. Tôi hỏi ông, tết nhất giờ người ta ở nhà, người ta lo dọn dẹp bàn thờ, lo cúng ông bà, dọn dẹp nhà cửa. Chứ ông cứ xách túi đi lang thang. Tôi hỏi ông, tết nhất ta ở nhà, ta lo nhà cửa, ai đón tiếp ông nè? Tôi đi một vài bữa tôi về, mẹ con bà ở nhà lo ba cái tết không được hay sao? Tôi nói bà rồi đó, tôi có ngày rồi đó. Ngày 23 thứ 6 tốt ngày tôi lên đường rồi đó. Trời trời, có ai như ông hai lúa chồng tôi không á trời? Ông bà người ta nói hả, mùng 5, 14, 23, chớ đi ra đường. Ngày đó người ta không đi ra đường, mình đi cho nó chống khỏi kẹt xe. Trời, ông bà ngó xuống mà coi, sao cuộc đời con khổ như vậy trời trời? Sao mà ông ngang ngược vậy hả ông hai lúa? Bà khùng hả? Nè ông. Ê, cảm ơn bà xã. Ông à, ông hả? Sao không bón phân cho cây nó tươi tốt một chút? Sắp Tết rồi mà tôi thấy cây cằn cỗi quá. Kiểu này ai mua? Ngộ ghê.
bà lấy tôi mấy chục năm rồi mà không hiểu biết gì hết trơn á. Bây giờ sắp Tết rồi, phải hạn chế bón phân, tưới nước đó, thấy không? Cũng chút xíu thôi, khống chế sự phát triển của thân và lá, làm cho cây tập trung phát triển mầm hoa, hiểu chưa? Tôi chỉ thấy cây khô cằn, lá già, nuôi xấu xí, vàng chạch hết. Tôi nhìn thấy còn không muốn mua, nói chuyện người ta. Mai nhà mình, cả cái vườn mai nhà mình tôi kiểm tra rồi, không có bệnh tật gì hết á. Coi như thành công là 50% rồi. Chừng tháng chạp mình sẽ lặt lá, rồi tới mùng 1 Tết á, bà thấy mai trời nó nở bung ra luôn á. Bây giờ tôi chỉ mong cái số tiền bán mai ra về vốn là tôi mừng rồi. Hôm bữa tới giờ biết là bao nhiêu tiền tập trung vào cây mai. Nào là mua chậu nè, mua mai nè, rồi mua phân bón nè. Trời ơi, bổn tiện rồi nha. Thôi bà yên tâm ha. Một khi mà ba đời này đã quyết định mà kinh doanh đã trồng mai rồi là chỉ có thắng lợi thôi, không ai qua nổi tôi đâu. Nói bà biết, qua Tết giờ thấy thường thường nha, nhưng mà cả trăm triệu, cả trăm triệu chứ không phải chơi đâu nghe trời mình. Trời ơi, leo xuống đi ba đời, leo xuống đi ba đời. Nó không phải nói á, từ hồi nào giờ ông làm cái gì cũng trật, làm gì cũng thua hết á. Nói trước á, rồi bước không qua, người ta cười cho thối đầu á. Tôi nói thiệt, bà tối ngày là mở miệng ra là trù ẻo là suối quẩy không à. Tôi làm ăn sống nhăn là do bà đó. Trời đất ơi. Nè. Chuẩn bị mua chậu rồi gì để sang mai ra bà coi, lo cho tôi 5 triệu. Cái gì? Tiền nữa hả? Thì... Vũ nè, tí em chờ quyết định đi tập sư học đạo luôn hả? Ừ, thì cũng vì quyết định đó mà má giận tía luôn rồi. Mai mốt á, mà tí em có mở nhà máy xay lúa, chắc em không qua đây phụ anh nữa đâu. Thật ra thì em cũng thích nghề gốm lắm, nhưng mà em thương tí em, với lại thương những người nông dân vất vả hơn. Em nghĩ em sẽ giúp tía em phát triển nghề nông ở xẻo lá này. Nhưng anh cũng muốn cùng em phát triển nghề gốm cúc hoa rộng khắp cả nước nè. Chọc hoài, em có giúp gì được cho anh đâu. Nhưng mà anh yên tâm, khi nào rảnh em sẽ qua đây giúp anh ha. Anh nói là nói vậy thôi, chứ dù làm lúa hay là làm nghề gốm thì đều là phát triển cho quê hương xẻo lá của mình mà. Trời ơi, tí em với chú ba mà nghe anh nói được câu này chắc là nghĩ lắm đó. Thì lý thuyết là vậy thôi chứ thực hành chưa biết sao. Nhảy, đau bụng hả? Sao mặt nhăn như khỉ ăn ớt hả? Đau bụng gì đau bụng, chuyện của tôi liên quan vào? Nói nhiều mốc mỏ bây giờ. Kiếm Năm nói đúng, theo tình thì tình chạy, chạy tiêu luôn. Thế cái dáng mai chưa? Cũng may là năm nay thời tiết thuận lợi, không có sâu bệnh gì hết. Bảo đảm với anh Thành, năm nay là vườn mai của tôi đẹp như tranh cho anh coi. Công nhận đó nha, anh bà khéo tay thiệt ha. À, tôi đi khắp mấy xã đó mà không thấy vườn mai nào đẹp bằng cái vườn mai của anh ráo trội á. Coi như là anh biết thưởng thức đó. Nè, anh thấy cái mầm hoa không? Cây nào cây nấy á, cái mầm nó rất là sung mãn. Mầm hoa mà đẹp như vậy á thì khỏi phải lo rồi. Coi như là gần tới rằm thì mình lặt lá, gần tới Tết là mai nở hết rồi ha. Tôi đã có phương án tác chiến rồi. Chỗ làm ăn buôn bán với nhau, anh coi tính giá nhiêu, cả vườn mai này luôn cả bên kia nữa, bù qua sớt lại mùa hết luôn. Khỏi mất công anh vô chậu đem ra chợ bán chi cho nó cực. Tại tôi có mối trên Sài Gòn nên mới dám mua nguyên vườn mai của anh ba, chứ không có ai dám mạo hiểm như vậy đâu. Anh ba nghĩ coi, dân miền Tây ai cũng trồng mai hết, hơi sức đâu mà ta đem mai về trưng Tết. Anh tính đem ra chợ bán là thức sách lắm đó.
Anh cứ tính kỹ đi. Chừng nào đồng ý thì gọi tôi. Chỗ anh em á, tôi không ép giá anh đâu. Tôi á, chỉ kiếm chút đỉnh, gọi là lấy công dựng chuyển lên Sài Gòn làm lời thôi. Tôi quyết rồi. Nghe danh anh ba từ lâu, không ngờ anh ba lại rớp rẻ như vậy. Rồi, bây giờ anh ba chốt giá là bao nhiêu? Tôi không bán. Tôi chết tôi cũng không bán. Tôi đi dành mai để bán Tết. Gì kỳ vậy anh ba? Hồi đó giờ tôi trồng mai là để chơi. Năm nay á, mới bắt đầu bán. Tôi phải trực tiếp đi bán, khảo sát thị trường coi nó làm sao. Đặng sang năm còn biết mà làm ăn chứ. Tôi nói thiệt á, mà anh ba không nghe gì hết. Bán mai ở đây may mắn lắm mới có người mua, mà giá lại rẻ như là bèo vậy đó. Kệ tôi đã quyết rồi. Anh nghĩ kỹ lại đi anh ba. Anh thì có tay trồng mai, nhưng mà buôn bán thì lại là chuyện khác à nha. Tôi nghĩ kỹ rồi. Anh uống nước chưa? Dạ. Anh về đi, để tôi còn ra tôi chăm cây mai của tôi nữa. Chừng mai mốt mà có thua lỗ á thì đừng có trách là tôi không nói trước à nha anh ba. Hù hoài, nhát gan thì đâu phải là ba đời. Ông, tôi nói ông nghe nè, sắp Tết tới nơi rồi, có nhất thiết là ông phải đi không? Trời ơi, tao nói cứu lúa còn hơn cứu lửa. Tôi đi một vài ngày rồi tôi về tôi lo Tết cho mẹ con bà, chứ bộ tôi đi luôn sao mà bà càng nhằn. Ai nói ông đi luôn? Ủa chị Sáu về đâu rồi? Dạ vô cho heo ăn rồi. Tía tía. Hả? Tía đi nhớ gọi điện thoại về tía. Ừ. Thôi, tao không có gọi ai, công chuyện của người ta, lu bu. Tía à? Gì? Tía đi xa thì nhớ ăn uống đầy đủ, để không thôi ốm. Nè, ông nhớ nghe, là ông ngủ cũng phải đúng giờ, mà ông ăn cũng phải đúng giờ. Cái bờ tử của ông coi chừng nha, không được ăn tầm bậy tầm bạ. Tôi có để hai chai nước trong giỏ của ông, tôi định gói hai con khô trong, nhưng mà sợ nó hôi quần áo. Nè ông nhớ là... Là gọi điện thoại về cho tôi nghe, chứ gì nữa. Đúng rồi. Ở với bà mấy chục năm, câu này nghe riết nữa, ghiền luôn. Rồi, vậy ha. Rồi đi, mẹ con nhà báo cáo. Dạ, đi cẩn thận nha tế. Ai, cái nhỏ nhỏ này triệu nè. Ơi, cây này là cũng phải 3 triệu nè. Ây da. Còn cây này là phải 5 triệu. Không, cây này phải bán 10 triệu mới được. Gì chứ 10 triệu? Mà điều 10 triệu không khí á. Chứ bà này, tôi đang đếm coi, như vậy là hết cái vườn mai của mình được bao nhiêu triệu. Nè, cây nhỏ nhỏ này nghe, cả triệu bạc cây đó. Cây này nè, tệ lắm cũng phải 3 triệu bạc. Khi nào á, bà cầm tiền chắc trong tay đó, rồi lúc đó ông muốn bao nhiêu triệu cũng được nghe. Chắc ăn, tôi mấy chục năm kinh nghiệm á, hơn nữa cái danh tiếng mai đẹp ba đời này ngon lành mà. À nè, bà coi, bỏ bớt công chuyện phụ tôi chăm sóc cái vườn mai này nghe. Ê thôi không rảnh nghe, tôi phải lo ba vụ bánh mứt nữa, chưa có xong đâu. Ông đợi Khổng Minh về á rồi phụ ông. Sao chờ nó được? Nó nói 3-4 bữa nữa nó mới về. Chờ nó về là tiêu cái vườn mai của tôi làm sao? Mệt quá. Trời, bởi vì chỉ có tri kỷ Mai mới hiểu tôi thôi. Mai ơi. Vậy á, lát nữa kêu em Mai dọn cơm cho ăn, rồi tối đó ngủ chung với Mai nghe. Bị là tri kỷ mà. Bà Lưu. Trời, sốc thiệt mà. Đó, con thấy mệt ghê chưa? Ha, ta nói Tết nhất làm gì? Chỉ thấy đàn bà cực thôi, chứ có thấy đàn ông đâu. Đàn bà thì làm muốn chết luôn, còn đàn ông á, cà nhõng đi miết thôi. Má nói, má coi lại đi, con cũng là đàn ông nè, sao phụ má nè? Ngàn năm một thở mới được một bữa đó. Ủa, mình gọng chi cho nhiều dữ rồi má? Nói nào ngay là gì? Mình làm thì cũng ít thôi, nhưng mà má rọc cho thím ba với thím tư. Rồi khi nào mà nhà mình gói bánh á, thì hai thím qua gói dần cốc cho nhà mình. Coi vậy cũng tiện ghê hen. Như tía mày cũng vậy á. Tết nhất này á, ăn cơm nhà, giác tù già hàng tổng, đi tới giờ này chưa thấy về lo cái gì trơn trọi á.
Tại tía đi gặp bà tiến sĩ gì đó. Ôi bà hay lắm nha má. Bà phát minh ra loại nấm gì á, chị gầy nâu đó má. Ai nói gì đâu. Nhưng mà tao hỏi mày á, Tết nhất sắp tới rồi, không mấy để đầu năm ta đi, mắc mớ gì phải đi cấp kỳ á. Trời, đâu có được đâu má. Trời ơi, cái đám ruộng ở xẻo lá mình hả, bị gầy nâu á, ăn hại quá trời luôn. Mà má yên tâm đi, tía điện thoại gọi về rồi, một hai bữa nữa tía về cũng kịp chuẩn bị ăn Tết đó má. Tôi nói rồi đó, bây giờ bánh mứt là tôi lo, còn nhà cửa này nọ thì cha con mấy người phải mần á nha, chứ phải để hết mình tôi đâu. Má yên tâm đi. Ông Tư. Ông Tư ếch. Tư nhái. Tư nhái. Ông làm gì mà ông thẫn thờ dữ vậy? Cái gì mà chùi mấy cái son từ sáng giờ chưa xong nữa? Lẹ lên đi, còn phụ tôi đổ bánh nữa. Tôi đang nghĩ cách làm giàu. Trời, thôi. Tôi lại ông. Cứ mỗi lần mà ông nghĩ tới cách làm giàu là tôi ớn lạnh à. Bà đừng có coi thường tôi. Lần này tôi nhất định có cách làm giàu. Bà với cô nhái không cần phải động tới móng tay. Đúng rồi. Cứ mỗi lần mà ông làm giàu á, là đồ đạc trong nhà bán hết rồi còn gì nữa đâu mà làm mà đụng tới móng tay móng chân nữa. Bà đừng khi dễ tôi nghe. Tôi là đàn ông đàn em. Bà bắt tôi làm mấy cái việc này hả? Tôi phải để đầu óc thảnh thơi để tôi nghĩ ra cách chứ. Mà cô nhái đâu sao bảo kêu ra phụ bà. Tôi sai nó đi chợ mua đồ cúng cho ông Táo rồi. Trời ơi thôi đi. Thôi thôi, đừng có mơ mộng làm giàu nữa được không? Tôi nói thiệt nha, thà ông Chí Thú làm ruộng giống như anh hai á, nếu mà ông thấy làm ruộng cực quá, thì ông trồng cây kiểng giống như anh ba tôi thấy còn có lý hơn á. Dẹp đi! Suốt ngày ruộng với vườn sao làm giàu nổi? Bà đó nha, tại bà bắt tôi làm bằng cái chuyện đàn bà này nè, cho nên tôi mới không nghĩ ra cách làm giàu được. Tôi trả lại cho bà, tôi ra ngoài tôi coi ngó qua ngó lại coi có gì mận ăn được không tôi mận nè. Bà bị gì vậy? Bà dưới tầm ngõ trong có họng bà hay sao là bà còn khó cái giống như là gà mắc dây thun vậy bà? Tôi bắt cười. Bà cười tôi cái gì? Ông nhìn ông đi. Bây giờ chưa tới ngày ông Táo về mà giờ tôi thấy ông về trước rồi đó. Thôi tôi đi. Mà đừng học cản tôi. Ai thèm cản ông. Ông trước khi đi, ông vô ông soi gương nhìn tôi cái nhà ông. Trời, hết nói nổi ông. Người ta nói sao gì vậy? Giao gì bạn? Còn mình á thì lọ lem gì vợ thôi à. Bực muốn chết luôn à. Tết nhất tới nơi rồi, đi đâu nữa mà đi? Ở nhà phụ tôi dọn dẹp còn đổ bánh nữa. Tôi nghĩ kỹ rồi, mình cứ ở cái xẻo lá này hoài á là mình không bao giờ làm ăn gì được. Bận bao nhiêu cũng không có đủ hết trơn á, không có làm giàu được. Đúng rồi đó tía. Mình lên Sài Gòn đi tía. Lên Sài Gòn mới đổi đời được. Giống má chính gạo tía thấy không? Nhờ bỏ xẻo lá lên Sài Gòn mới trở thành đại gia đó. À, hay quá nhãi ơi. Con hay quá. Con nó đúng tim đen của tía rồi. Mình á, mình ra Tết mình tìm cách lên Sài Gòn mình mần ăn buôn bán. Tôi thấy chỉ có cách đó mới làm giàu thôi bà. Tía, mình lên Sài Gòn cái mình giàu á tía. Cái tía thành đại gia. Con là con gái của đại gia. Vậy là nhà mình môn đăng hộ đối với nhà anh Khánh Long rồi. Đúng rồi đó. Dẹp. Cha con bây dẹp hết. Cái gì? Con đại gia hả? Tía con mày á, có ném gì lột da thì có. Toàn nói chuyện trên trời dưới đất không hà. Cái gì mà bỏ xẻo lá? Cái gì mà lên Sài Gòn? Tào lao. Đi, đi vô dọn dẹp cho tôi nhanh lên. Tết đến nơi rồi mà cứ ầu ơ với dầu không. Thôi thì không chịu đi thì thôi. Bà làm gì dữ vậy?
tôi ra trước tôi dọn dẹp à. Nhảy, cơm sôi bớt lửa, tía dọn trước. Tía, con thấy tía nói có lý chứ bộ. Hỏng lên thành phố sao mình đổi đời được. Tao là tao không cần đổi đời. Tao chỉ cần tía con mày chí thú làm ăn thôi. Cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác là tao mừng lắm rồi. Má, thiệt là không có gan làm giàu vậy trơn á. Ờ, vậy đó. Vậy chứ mà không có tao giữ cái nhà này á, với cái tính mơ mộng của tía con mày á, là cái nhà này không có nóc mà ở. Thôi, vô lặt rau á, làm cơm lẹ lên. Chưa trời, chưa trợt rồi. Ông kia, mới nói à, ông đi đâu vậy? Thiệt tình à. Ơi, Tư Ếch. Ủa, anh ba, đâu vậy? Đang xịt đầy nâu hả? Ờ, tôi đang xịt đầy nâu nè. Hôm trời nó bu dữ quá. Xịt chi? Vài bữa nó cũng đeo lại đầy nhóc hết trơn à. Chứ giờ biết sao giờ anh ba? Thôi nghỉ tay lên đi, uống miếng nước đi, nói chuyện nè. Nè, nè, tôi nghe nói anh hai lúa mình, anh đi tìm cái phương pháp trị đầy nâu bằng cái chế phẩm sinh học, nghe nói hay lắm. Ủa sao chưa thấy ông về ta? Ôi trời ơi, tin ông nội đó làm cái gì? Tôi nói anh nghe nè, thuốc hóa học mà loại nặng đó, mà tụi rầy nâu nó còn không chết nữa. Ở đó mà ba cái thuốc chế phẩm chế phiết gì của ổng, làm gì được. Tôi nghĩ là chả kiếm chuyện đi chơi đâu á. Không có đâu. Nói bậy quan cho ảnh. Tôi thấy lúc này là ảnh chí thú làm ăn, lo về lúa má dữ lắm. Ông muốn phấn đấu để trở thành nông dân gương mẫu hay sao á. Tôi thấy anh hai là thân lừa ưa nặng. Ruộng vườn lúa kiển biết khi nào mới hiện đại bằng người ta. Trời ơi, tôi mà có cơ hội đó hả, tôi sẽ rời khỏi cái xẻo lá này, lên Sài Gòn tôi lập nghiệp. Thì mới mong giàu có được anh ba ơi. Chà, chị lớn quá ha. Ừ, chứ sao. Ê, hay hai anh em mình đi chung với nhau đi, có tụ làm ăn cũng dễ. Hả? Thôi thôi thôi, chú nên nhớ nè, ba đời này là sao. Tôi trồng mai để giữ cái cốt cách thanh cao, lấy ruộng vườn và những ánh trăng sao, không bon chen nơi chốn xô bồ. Cái phong thái của mình phải luôn luôn đỉnh đạt. Thôi nghe, làm đi ha. Trời ơi, nhát gan thì nói đại đi, bài đặt thanh tao. Trời ơi, tôi không biết anh à.